Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 30. Kim Đức Hữu ở bên sợ ngây người, ông ta không ngờ Vương Nhất lại dám ra tay với Long Trường Thế. Thằng nhãi, mày tiêu đời rồi, dám động thủ với cậu Long, mày có biết mày đã đắc tội với Long Thị rồi không? Sau khi định thân lại, Kim Đức Hữu hét vào mặt Vương Nhất. Ông xã, anh đừng động thủ, chúng ta chỉ cần chờ người tới là được rồi. Lý Khinh Hồng đứng phía sau lên tiếng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Nghe Lý Khinh Hồng nói vậy, Long Trường Thế bỗng giật mình, chẳng lẽ bọn họ có lai lịch gì ghê gớm? Ở Yên Kinh, người có địa vị càng cao thì càng thận trọng. Bởi vì chúng ta không biết liệu người chúng ta gặp phải có địa vị cao hơn mình hay không. Một bước sai, vạn dặm sai. Lúc này, Kim Đức Hữu lên tiếng, cậu Long, cậu đừng nghe cậu ta nói bừa, cậu A chỉ hù dọa cậu thôi. Trong ba người bọn họ, cô chủ của Khương Thị có địa vị cao nhất rồi. Nói rồi, Kim Đức Hữu chỉ vào Khương Nhã Mi. Lúc này, Long Trường Thế mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta dùng ánh mắt hung tợn nhìn Vương Nhất, thằng kia, tao đã nói rồi, tao rất thích hai con đàn bà này của mày, chỉ cần mày nhường cho tao, mày sẽ là anh em tốt nhất của Long Trường Thế ao ở Yên Kinh này, tao sẽ đối đãi tốt với mày. Còn không mau buông tay. Chán sống. Vương Nhất không thể nhân nhịn được nữa. Ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng. Vừa dứt lời, Vương Nhất siết mạnh tay anh ta. Răng rác. Cổ tay Long Trường Thế lập tức bị gấy. Vàng Long Trường Thế kêu thảm thiết, mặt mày nhăn nhó. Ây ai sao mày dám bẻ gấy tay cậu Long? Kim Đức Hữu đứng bên cũng sợ ngây người, ông ta không ngờ Vương Nhất lại mạnh như vậy. Nhưng sau đó, vẻ mặt ông ta liền trở nên ức giận. Ở mảnh đất Yên Kinh này, không một ai động thủ với cậu Long mà được sống yên ổn cả. Lúc này, sắc mặt Vương Nhất cực kỳ âm u. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Vương Nhất, cả Kim Đức Hữu và Long Trường Thế đều cảm thấy lạnh sống lưng, như thể đang bị một con thú hoang nhắm trúng. Các người đi mau đi, chồng tôi từng đi lính đấy. Lý Khinh Hồng muốn nhân nhượng cho qua chuyện, có thể không động thủ thì tốt nhất không động thủ. Thân phận ẩn vu quá đặc biệt, cho dù Lý Khinh Hồng biết Vương Nhất chính là ẩn vu cũng không thể nói ra, vậy nên cô chỉ đành nói như vậy. Thế nhưng câu nói này lọt vào tai Long Trường Thế và Kim Đức Hữu lại biến thành một câu chuyện cười. Đi lính, khó trách sức lực lại mạnh như vậy, nhưng mà các người chỉ có thế thôi sao? Cánh tay Long Trường Thế vẫn đang run rẩy. Vừa nãy Vương Nhất không hoàn toàn phế bỏ cổ tay Long Trường Thế, mà chỉ vặn nó 90 độ. Nhưng đau quá nên đến giờ vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Vì quá đau đớn, gương mặt Long Trường Thế trở nên méo mó. Lý Khinh Hồng mặt biến sắc. Vô thức lui về phía sau một bước. Vương Nhất lạnh lùng nói, em thấy chưa? Bà xã, em không muốn làm lớn chuyện, nhưng bọn họ căn bản không sợ Imo. Lý Khinh Hồng không nói thêm gì nữa. Đi lính là giỏi lắm sao? Vậy tao sẽ nói cho các người biết tao có lai lịch gì. Long Trường Thế lạnh lùng nhìn Vương Nhất một cái, sau đó lạnh giọng nói, ông nội tao là lão ẩn chủ của nước Hát, đồng thời cũng là thầy của ấn chủ hiện tại. Mày lấy gì so với tao? Những lời này khiến Lý Khinh Hồng biến sắc. Long Thị có thể đứng vững chính là nhờ có lão ẩn chủ. Anh ta là cháu trai của lão ẩn chủ. Lý Khinh Hồng hơi hoang mang, còn Vương Nhất và Khương Nhã Mi lại tỏ ra thờ ơ, Khương Nhã Mi còn cười khinh. Dám đánh tao sao, tao thấy bọn bây chán sống rồi. Người đâu, bắt bọn họ lại cho tao. Long Trường Thế không nói nhảm nữa, anh A gọi vệ sĩ của mình tới. Vệ sĩ của Long Thị đều là những người ưu ú. Vừa nhìn đã biết từng ra chiến trường. Ánh mắt Vương Nhất sắc lạnh, anh chỉ những vệ sĩ kia, những người này đều bước ra từ chiến trường. Long Trường Thế gật đầu, không sai, bọn họ đều từng ở trên chiến trường, coi như mày có mắt nhìn. Vẻ mặt Vương Nhất càng thêm âm trầm, bọn họ đều là anh hùng, xứng đáng có được sự đối đãi như anh hùng, tại sao lại làm vệ sĩ cho tên rác rưởi như anh chứ? Các người, bằng lòng không? Giọng Vương Nhất rất lạnh lẽo, đám vệ sĩ nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi. Đám vệ sĩ kia đưa mắt nhìn nhau. Khi họ làm vệ sĩ của Long Trường Thế, họ chưa từng nghĩ tới mình có bằng lòng hay không, có thích hay không, chỉ nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Khương Nhã Mi cũng tiến lên một bước, dửng dưng nói, trong một cuộc chiến, anh hùng không phải là người chỉ huy, mà chính là tất cả những người xông vào trận địa. Những gì các người xứng đáng nhận được nên là sự gieo họ, hoan hô chứ không phải làm vệ sĩ cho người khác. Lời nói của Vương Nhất và Khương Nhã Mi khiến những vệ sĩ đó cảm động, họ thoáng đứng hình.
cũng không phải Vương Nhất căm phân hay gì mà là vì nghề nghiệp này không xứng với họ. Anh và Khương Nhã Mi không thể đứng nhìn những người có chiến công lại không được đối xử xứng đáng. Câm miệng hết cho tao. Long Trường Thế thấy Long Quân bị lung lay, tức giận hét lên. Bọn họ đều là người của tao, tao muốn đối xử thế nào là việc của tao, bọn họ dám phản kháng sao? Ngược lại chính là bọn mày, thế mà lại dám mê hoặc lòng người. Thật ra anh ta rất sợ người ta nói ra những lời như vậy. Vương Nhất nhìn Long Trường Thế bằng ánh mắt khinh bỉ. Có công ty bảo vệ thần Long đứng sau, cộng thêm vệ sĩ xung quanh, anh cũng coi như đã đoán được đại khái. Lạm dụng tư quyền, điều động đội ngũ, phục vụ riêng cho bản thân. Nếu đã bị tôi bắt gặp, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, anh sẽ phải chịu trừng phạt. Vương Nhất hờ hững nói. Long Trường Thế cười lớn, mày nên lo cho bản thân mình thì hơn. Dù Vương Nhất đã nói hết những lời từ tận đáy lòng, những vệ sĩ đó vẫn vây quanh Vương Nhất. Âm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Chuyện gì thế này? Cả Long Trường Thế và Kim Đức Hữu đều vô thức nhìn ra bên ngoài sân bay. Họ cảm thấy sự rung chuyển kia phát ra từ bên ngoài. Vương Nhất, Khương Nhã Mi và Lý Khinh Hồng đều mỉm cười. Long Trường Thế và Kim Đức Hữu chạy ra xem thử, bọn họ bị cảnh tượng trước mặt làm kinh hãi. Hơn trăm chiếc Rolls Royce đậu trước cổng, nhìn biển số xe không khó nhận ra chúng thuộc ba gia tộc khác nhau. Bụp bụp bụp, cửa xe mở ra, ba người bước xuống ba chiếc xe khác nhau. Đó là, gia chủ Lý Thị, Lý Thế Nhân. Còn có người đẹp số một Lạc Thị, Lạc Thanh Hiền. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên Vương Nhất mới gặp lần đầu, nhưng từ phong thái của ông ta liền có thể nhận ra ông ta đến từ Long Thị. Người đàn ông trung niên mặt đen như đít nổi sải bước lớn đi vào bên trong sân bay. Nếu Vương Nhất có ở đây, chắc không khó để nhận ra tướng mạo của người đàn ông trung niên này giống với Long Trường Thế. Đây là ba anh trai những người xung quanh ai cũng khiếp sợ, nhìn cảnh tượng trước mặt như thể gặp quỷ. Đây là ba vương tộc lớn ở Yên Đô. Bình thường gặp một vương tộc thôi cũng đã khó rồi, lần này cả ba vương tộc cùng đến, rốt cuộc là ai gọi bọn họ tới đây? Lý Thế Nhân, Lạc Thanh Hiền, và cả, bài sao ba lại đến đây? Khi ánh mắt dừng lại chỗ người đàn ông trung niên kia, Long Trường Thế ngây người tại chỗ. Thế mà kinh động đến cả ba anh ta. Cái gì, ba của cậu Long sao? Kim Đức Hữu cũng bị sốc, vẻ mặt đờ đẫn. Lúc này, anh ta đột nhiên sợ hãi nhìn Vương Nhất, Lý Khinh Hồng và Khương Nhã Mi. Rốt cuộc ba người này có thân phận gì? Kim Đức Hữu cứ tưởng vương tộc Khương Thị đến đã là đỉnh cao rồi, không ngờ đó chỉ mới là khởi đầu. Tính cả vương tộc Khương Thị trước đó, ba người này gọi luôn cả Khương Thị, Lý Thị, Lạc Thị và cả Long Thị cùng đến. Hai chân Kim Đức Hữu nhíu ra, suýt ngất tại chỗ. Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền không xuất hiện cùng nhau, họ cũng chẳng thèm đếm xỉa tới Long Trường Thế, đi thẳng về phía Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Con không sao chứ con gái? Hai người đồng thời hỏi thăm. Vẻ mặt Lý Thế Nhân vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng. Trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Thanh Hiền hiện lên nụ cười nhẹ. Không sao ạ. Lý Khinh Hồng mặt mày vô cảm trả lời. Oanh! Nghe cách xưng hô của Lạc Thanh Hiền với Lý Khinh Hồng, đầu Long Trường Thế và Kim Đức Hữu muốn nổ tung. Con gái của Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền. Não Kim Đức Hữu trực tiếp ngừng hoạt động. Long Trường Thế ngược lại biết chút gì đó, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chằm Lý Khinh Hồng. Trước đây anh ta đã thấy Lý Khinh Hồng rất quen mắt, nhưng anh ta không nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu. Bây giờ anh ta đã nhớ ra rồi. Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền có một cô con gái. Một mình cô có cả hai vương tộc lớn chống lưng. Cô là cô con gái nhà giàu có quyền thế ở Yên Kinh. Thế nhưng sau đó cô lại rời Yên Kinh đến Thiên An lập nghiệp. Chính là người này sao? Mồ hôi lạnh trên trán Long Trường Thế không ngừng nhỏ xuống, như thể mới vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Còn người đàn ông bên cạnh cô thì sao? Ánh mắt Long Trường Thế lại chuyển qua Vương Nhất. Vương Nhất lấy ra một hộp thuốc lá đặc biệt có in logo chiếc phực, châm lửa rít một hơi. Lý Thế Nhân gật đầu với Vương Nhất coi như lời chào. Lạc Thanh Hiền nhiệt tình hơn, bà ta mỉm cười chào Vương Nhất. Con rể tốt của mẹ, sao con tới Yên Kinh mà không nói cho mẹ một tiếng? Oanh! Long Trường Thế và Kim Đức Hữu trong phút chốc như bị sét đánh ngang tai, ngây ngốc đứng đó. Người này là con rể của Lạc Thị. Chồng của cố con gái nhà quyền thế này. Cộng thêm cô cả nhà Khương Thị nữa, vậy là ba người này đại diện cho ba vương tộc,
nhưng Long Trường Thế không hiểu, ba người bọn họ không có quan hệ gì với Long Thị, sao Long Thị cũng tới đây? Tao đánh chết mày cái thằng trời đánh này. Người đàn ông trung niên nhà Long Thị bước nhanh đến trước mặt Long Trường Thế, tát thật mạnh vào mặt anh ta. Chát chát, người đàn ông trung niên nổi cơn thịnh nộ, đánh không biết mệt, Long Trường Thế suýt nữa bị đánh chết. Ba, ba đừng đánh nữa, con là con của ba mày. Ba, con biết sai rồi, ba đừng đánh nữa sẽ chết người đấy. Long Trường Thế kêu thảm thiết y như con lợn bị chọc tiết. Đánh đủ rồi, Long Thiên Ngộ mới dừng tay thở hồng hộc, hung ác mắng, mày có biết chuyện của mày đã kinh động đến lão gia chủ rồi không? Cái gì cơ, ông nội biết rồi. Nghe vậy, Long Trường Thế bỗng há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Lão gia chủ Long Thiên Ngộ nói đến chính là lão ẩn chủ. Cái thằng con trời đánh này, mày có biết mày đã đắc tội với ai không hả? Là con gái của Lý Thị và Lạc Thị đấy. Mẹ kiếp, mày còn muốn ngủ với người ta nữa cơ hả, tao đánh chết mày. Long Thiên Ngộ lại nổi giận, đánh anh ta thêm một trận. Mặt mũi Long Trường Thế bầm dập, mắt bầm tím như mắt gấu trúc. Ngôn tình sắc, Long Trường Thế sợ run lẩy bẩy, anh ta cảm thấy tai họa sắp ập tới. Chọc ai không chọc lại chọc ngay con gái của Lý Thị và Lạc Thị. Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền, một người rất lợi hại, còn một người đã nổi tiếng ở Yên Kinh từ 20 năm trước. Không chọc nổi. Vẻ mặt Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền rất lạnh lùng, thản nhiên nhìn Long Thiên Ngộ, chờ đợi một lời giải thích từ ông ta. Thật xin lỗi gia chủ Lý và bà Lạc, là tôi không dạy rõ tốt con trai mình. Xin lỗi cô Lý và cậu Vương. Long Thiên Ngộ cũng cảm thấy sởn da gà với đội hình khủng bố này. Ông ta cúi đầu xin lỗi từng người một. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất. Cô thì không sao, chủ yếu phải xem Vương Nhất có hết giận hay không thôi. Vương Nhất rít một hơi thuốc lá, sau đó chỉ xuống đất. Anh cùng ba anh quỳ xuống xin lỗi. Oanh! Câu này không chỉ khiến Long Thiên Ngộ run sợ, mà người xung quanh nghe xong cũng sợ đến mức không dám hít thở. Người Long Thị đã cúi đầu xin lỗi nhưng người thanh niên này còn chưa vừa lòng, muốn Long Thiên Ngộ và Long Trường Thế phải quỳ xuống xin lỗi. Người Long Thị chưa từng quỳ gối bao giờ, Long Thiên Ngộ liền xa xăm mặt, tôi đã xin lỗi rồi, và lại cô Lý cũng đâu có nói gì, cậu lấy tư cách gì ra lệnh cho chúng tôi. Theo ông ta thấy, người ông ta nên kiêng kỵ chỉ có Lý Khinh Hồng, Vương Nhất chỉ là chồng của Lý Khinh Hồng, là con rể của Lý Thị mà thôi, ông ta sợ cái gì? Thằng kia, đừng tưởng vợ mày là Lý Khinh Hồng thì Long Thị tao phải sợ mày. Long Trường Thế cũng nghiến răng nói, kêu cha con anh ta quỳ xuống sao, quá bẽ mặt. Bị truyền ra ngoài thì anh ta biết giấu mặt vào đâu. Vương Nhất lại hút một hơi thuốc lá, xin lỗi hay không là chuyện của ông, chấp nhận hay không lại là chuyện của chúng tôi. Con trai ông muốn ngủ với vợ và chị dâu tôi, cúi đầu xin lỗi là coi như xong chuyện sao. Trên đời này nào có chuyện hời như vậy. Không dạy được con là lỗi của người làm cha, hai cha con các người quỳ xuống xin lỗi thì chuyện này coi như xong. Nếu không, tôi sẽ khiến cho các người không sống nổi ở Long Thị. Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền đều không lên tiếng, bọn họ đến đây để hỗ trợ anh thôi. Long Thiên Ngộ sa sầm mặt, tức đến bật cười, cậu dám bảo tôi quỳ gối xin lỗi, cậu biết tôi là ai không? Cậu biết Đại Viện Quân Khu Chiến Vực Yên Kinh không? Các bậc kỳ cựu trong đó đều là thầy của tôi, bọn họ chính là người dìu dắt tôi. Ba tôi là lão ấn chủ, tôi cúi đầu xin lỗi cậu là đã nể mặt cậu lắm rồi, hiểu chưa? Long Thiên Ngộ bị chọc tức thật rồi. Một đứa con rể không được nhà họ Lý công nhận lại dám ra lệnh cho ông ta sao? Nếu không phải vì con trai ông ta làm sai thì ông ta đã đẩy anh tới biên giới phía Bắc rồi. Vương Nhất cười, rất nhanh các người sẽ biết thật ra tôi không phải dựa vào vợ tôi. Ông không quỳ cũng không sao, đến lúc người của tôi đến thì các người muốn quỳ cũng đã muộn rồi. Lời vừa dứt, bên ngoài sân bay lại xuất hiện một hàng xe sang trọng. Là xe của Diệp Thị. Có người thốt lên. Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lý Thế Nhân, Lạc Thanh Hiền, Long Trường Thế và Long Thiên Ngộ đều sững sờ. Ngay cả Vương Nhất cũng ngây người trong giây lát. Anh không gọi người Diệp Thị đến. Một người phụ nữ mang nét cổ điển mặc một bộ sườn xám màu tím sải bước đi vào trong sự nghênh đón của đoàn người. Cạch, cạch, cạch. Giày cao gót nhọn hoắt ma sát với mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh. Giống như giẫm lên trái tim của mọi người. Dần sinh ra một loại áp lực không nhỏ. Lý Khinh Hồng hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi, trên mặt hiện lên hai chữ ghét bỏ. Vương Nhất cũng bất đắc dĩ,
người của Diệp thị chỉ có thể là Diệp Thúy Như. Ở đây náo nhiệt quá nhỉ? Hay là cho Diệp thị tôi một chân? Diệp Thúy Như bước đi ưu nhã đến bên cạnh Vương Nhất, liếc xéo anh đúng là không phải đèn cạn dầu, đi đến đâu gây phiền phức đến đấy. Vương Nhất cười nói, không bị người ta ghen tị mới là kẻ tâm thường. Khóe miệng Diệp Thúy Như nhếch lên một nụ cười nhạt, cô ta liếc nhìn đám người Long Trường Thế và Kim Đức Hữu. Thông minh như cô ta đương nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện. Khán giả xung quanh há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Vương Nhất. Lúc này, đứng bên cạnh anh là ba người phụ nữ xinh đẹp với ba phong cách khác nhau. Không khó để nhận ra mỗi một người trong số họ đều bướng bỉnh cố chấp, mắt cao hơn đầu và rất khó thuần phục. Nhưng tất cả đều xuất hiện bên cạnh Vương Nhất. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Vương Nhất có thể điều khiển được họ, đặc biệt là Diệp Thúy Như. Ai cũng biết Diệp Thị là người ngoài cuộc. Cô ta tàn nhãn với tất cả mọi người, phàm là những người chống lại cô ta đều sẽ có kết cục thê thảm. Hầu như không ai thấy Diệp Thúy Như cười. Thế nhưng lúc nhìn thấy Vương Nhất, cô ta lại nở nụ cười từ tận đáy lòng. Cô có thể đại diện cho Diệp Thị, điều đó chứng tỏ sau hội nghị biên giới phía Bách, cô đã hoàn toàn có được chỗ đứng vững chắc ở Diệp Thị. Vương Nhất nhìn cô ta nói. Diệp Thúy Như gật đầu, đúng vậy, tôi đã ảo dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình. Bây giờ Diệp Ân Thi không thể làm gì được tôi rồi, chỉ có liên thủ với Diệp Thiên Vũ mới chân áp được tôi. Vương Nhất không lên tiếng, anh bỗng nhớ đến một cái tên. Sau khi Diệp Thúy Như quay về nhà họ Diệp, Diệp Thị có tổng cộng một rồng hai phượng. Hai phượng là Diệp Thúy Như và Diệp Ân Thi, còn con rồng kia chính là Diệp Thiên Vũ. Diệp Thiên Vũ cũng là người luyện võ, võ công rất cao cường. Tuyệt đỉnh có 102. Nghe nói ngang tài ngang sức với Tần Vũ. Là một đối thủ đáng gờm. Vương Nhất nói. Nhưng tôi có anh, cho nên căn bản không phải là đối thủ của tôi. Diệp Thúy Như cười ngọt ngào. Khu khụ. Lý Khinh Hồng không nghe nổi nữa, cô ho khan hai tiếng. Lúc này Diệp Thúy Như mới ngừng nói, quay đầu nhìn về phía Long Trường Thế và Long Thiên Ngộ. Nụ cười dần vụt tắt. Chú Long. Chú nghe Thúy Như khuyên một câu nhé, anh ta bảo chú làm thì chú cứ làm theo, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vẻ mặt Vương Nhất rất lạnh nhạt, nếu đã quyết định trọng điểm tương lai sẽ rời về Yên Kinh, vậy sẽ phải sống ở đây rồi. Vương Nhất không muốn bị những kẻ vô danh tiểu tốt đến gây hấn như lúc còn ở Thiên An hay Giang Thành nữa. Cho nên vừa đến Yên Kinh, anh liền quyết định ra oai phủ đầu. Long Trường Thế và Long Thiên Ngộ vẫn chưa nhận thức được điều này. Con gái nhà Diệp Thị, cô đang hù tôi sao? Câu này do ông nội cô nói còn nghe được, còn cô không xứng. Diệp Thúy Như cũng không nổi giận, nhún vai, chú không tin thì thôi. Nói xong, dường như cũng không định nhiều chuyện nữa, cô ta đứng sang một bên nhìn. Diệp Thúy Như cũng đến để hỗ trợ anh giống Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền. Chuyện này nên giải quyết thế nào phụ thuộc vào Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Long Thiên Ngộ như có điều suy nghĩ, ông A nhìn Vương Nhất. Trầm mặc hồi lâu, mới nói, như này đi, chúng ta mỗi người lùi một bước. Chỉ cần cậu không truy cứu chuyện này nữa và chúng tôi cũng không thể quỳ xuống xin lỗi, ngoài ra các điều kiện khác tùy cậu. Long Thiên Ngộ tôi nợ cậu một ân tình cũng được. Áp lực quá lớn, Lý Thế Nhân, Lạc Thanh Hiền và Diệp Thúy như quá khí thế, cho dù họ không làm gì, chỉ đứng đó thôi cũng đủ gây áp lực cho Long Thiên Ngộ. Suy cho cùng, có trách thì cũng trách mình sinh ra một đứa con trai quá vô dụng. Chọn ai không chọn lại chọn Khiếm Nhã với Lý Khinh Hồng. Long Thiên Ngộ đã nhượng bộ, nhưng bảo quỳ xuống xin lỗi là chuyện không thế. Vương Nhất vẫn lãnh đạm như cũ, đây là thái độ xin lỗi của nhà Long thì các người. Long Thiên Ngộ nhướng mày, vậy cậu muốn thế nào? Đừng nói nhảm, bắt buộc phải quỳ, nếu không Long thị sẽ không tha cho ông. Vương Nhất rất ngang ngược, không chút nhượng bộ. Sắc mặt Long Thiên Ngộ trở nên cực kỳ khó coi, thân là trụ cột của Long thị. Ông ta chưa từng bị thúc ép như thế bao giờ. Càng làm cho Long Thiên Ngộ không chịu nổi chính là người thúc ép ông ta lại là một thằng con rể chó cậy thế chủ, cáo mượn oai hùng. Trong lòng Long Thiên Ngộ bùng lên một cỗ địch ý. Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Nếu Vương Nhất muốn lợi dụng thế lực của bọn họ, thế thì tuyệt đối không được, Vương Nhất phải tự mình giải quyết. Khương Nhã Mi vốn không lo lắng Vương Nhất có giải quyết được hay không, cô ta buồn chán đứng một bên xem trò hay. Cậu dựa vào đâu khiến tôi không thể ở lại Long Thị? Ánh mắt Long Thiên Ngộ sắc bén nhìn chăm chăm Vương Nhất, hỏi. Ba đừng nói nhảm với anh ta nữa, cứ gọi các chú trong đại viện đến đây.
có đại viện chống lưng, Long thị chúng ta chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Long Trường Thế mặt mày dữ tợn nói. Kể cả Vương Nhất có là chồng của Lý Khinh Hồng đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ đấu đến cùng. Long thị không giống các phương tộc khác, bọn họ coi trọng tôn nghiêm hơn cả mạng sống. Vương Nhất bảo họ quỳ xuống, điều đó còn khó chịu hơn là giết bọn họ. Đặc biệt là Long Thiên Ngộ, ông ta có chút tiếng tăm ở Đại Việt, nếu quỳ xuống, chẳng khác nào khuất phục. Tiên đồ của ông ta cũng coi như hủy. Cho nên ảnh hưởng rất lớn đối với ông ta. Long Thiên Ngộ thà làm ngọc vỡ còn hơn để ngói lành. Ông ta nhìn Vương Nhất, lạnh lùng nói, thằng nhóc, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, giải quyết trong âm thầm, đối với tôi và cậu đều tốt. Vương Nhất không chút sợ hãi, chỉ thản nhiên nói, tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. Nếu con trai ông đắc tội với tôi thì còn có đường sống sót, nhưng đắc tội với vợ tôi, vậy hết cách rồi, không thể giải quyết trong âm thầm. Giờ phút này, Vương Nhất bừng bừng khí thế khiến Long Thiên Ngộ có hơi áp lực. Được thôi, vậy thì đừng trách tôi. Long Thiên Ngộ hung hãn nói, sau đó bấm số của Đại viện quân khu. Lại biết được tin tất cả lãnh đạo cấp cao trong Đại viện quân khu đã lên đường, chắc cũng sắp đến rồi. Long Thiên Ngộ thoáng sửng sốt, sao chiến khu biết được tin ông ta gặp chuyện nhỉ? Không lâu sau, ông ta bỗng cười lớn. Thằng nhóc, cậu xong đời rồi. Dám động tới Long thị tôi, không ai cứu được cậu đâu. Không phải cậu muốn làm ầm lên sao? Vậy thì làm ầm lên đi. Đại viện quân khu đã biết chuyện này và đã phái toàn bộ lãnh đạo tới đây rồi, vương tộc cũng không thể bảo vệ được cậu đâu. Long Trường Thế cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hả hê nhìn Vương Nhất. Đây chính là chỗ mạnh của Long thị, sau lưng Long thị chính là đất nước. Nói trắng ra là cho dù 8 vương tộc liên thủ tấn công Long thị thì người cuối cùng bị tiêu diệt cũng là 8 vương tộc. Gia tộc Trấn Quốc Long thị sẽ tồn tại mãi mãi. Lý Khinh Hồng mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại có chút áp lực. Giờ coi như lớn chuyện rồi, ngay cả đại viện quân khu cũng nhúng tay vào. Vương Nhất, hay là chúng ta bỏ qua đi? Vương Nhất xua tay, không thể bỏ cuộc, bọn họ đều là lũ sâu bọ Long thị, không xứng nhắc tới Long thị. Âm ờ mi khoảng 10 phút sau, toàn bộ sân bay quốc tế Yên Kinh đã bị phong tỏa. Một chiếc xe cờ đỏ không biển số dừng ngay ngắn trước cổng, hai chữ cờ đỏ như nhuốm máu. Đây là phương tiện đại diện cho đại viện quân khu, người bình thường không được mua mẫu xe này. Nếu mua sẽ bị còng tay ngay. Một vài ông lão uy nghiêm khoảng 60, 70 tuổi bước xuống xe. Bọn họ tuổi đã cao nhưng cơ thể rất khỏe mạnh. Lúc còn trẻ, họ đều ra chiến trường bảo vệ gia đình và đất nước. Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài, một cỗ khí thế vô hình bỗng tăng lên. Là lãnh đạo cấp cao của Đại viện quân khu chiến vực. Bọn họ đều là học trò của Lão Ẩn Chủ, phải gọi Lão Ẩn Chủ là thầy. Nơi bọn họ ở chính là viện dưỡng lão số một nước Hát đấy. Cái quái gì thế này, sao lại kinh động đến cả bọn họ rồi? Mọi người xung quanh hét đến khản cổ. Giọng nói có chút run rẩy, bởi vì cực kỳ kích động. Đặc biệt phía sau mỗi ông lão còn có hàng chục binh lính trải qua nhiều lần đánh trận hộ tống và bảo vệ, đông nghìn nghịt, chỉ đứng thôi cũng thấy tràn ngập sát khí. Long Thiên Ngộ và Long Trường Thế nhìn thấy những ông lão uy nghiêm kia thì hơi sửng sốt, sau đó trở nên hưng phấn. Bởi vì những ông lão này đều là lãnh đạo ở Đại Việt, có địa vị rất cao. Họ đã dạy rõ rất nhiều học trò ưu tú hoạt động trong các lĩnh vực trong tam giới, học trò có ở khắp mọi nơi. Đừng nói Long Trường Thế, ngay cả Long Thiên Ngộ cũng chưa từng tận mắt gặp bọn. Thế mà bây giờ lại gặp được nhiều lãnh đạo như vậy, Long Thiên Ngộ cảm thấy rất hưng phấn. Đồng thời ông ta cũng vừa mừng vừa lo. Địa vị của ông ta ở chiến vực không tính là cao, theo lý mà nói không thể nào mời được những ông lão này. Chẳng lẽ, mình quan trọng với chiến vực đến vậy sao? Nghĩ đến đây, Long Thiên Ngộ kích động đến đỏ mắt. Các lãnh đạo cùng nhau xuất hiện ở đây chắc chắn là đến đây vì mình rồi. Ngày ông ta thăng quan tiến chức không còn xa nữa. Ông ta chỉ vào những ông lão kia rồi nói với Vương Nhất, thấy chưa? Đây đều là lãnh đạo của chiến vực, cho dù gia chủ của 9 vương tộc gặp họ cũng phải khách khí vài phần, mà bọn họ đều tới đây vì tôi. Long Thiên Ngộ đang mường tượng ra tương lai tươi sáng của mình. Khương Nhã Mi nén cười. Im lặng không nói. Vương Nhất gật đầu, ông nói đúng, họ đúng thật tới đây để giải quyết chuyện của chúng ta. Vương Nhất không những không sợ mà còn nhìn Long Thiên Ngộ với ánh mắt thương hại. Long Thiên Ngộ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao theo ông ta thấy,
Vương Nhất chết chắc rồi. Cà dập, những ông lão uy nghiêm đó mặt mày u ám bước vào trong sân bay, ánh mắt như ra đa quét tìm thứ gì đó. Long Thiên Ngộ hưng phấn dẫn Long Trường Thế tới chỗ bọn họ. Xin chào các vị lãnh đạo, tôi là... Long Thiên Ngộ đang muốn giới thiệu bản thân, kết quả những ông lão đó không thèm nhìn ông ta lấy một cái đã đi ngang qua. Họ vẫn đang tìm kiếm gì đó, khi nhìn thấy Vương Nhất, hai mắt họ sáng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.